Đây là chuyến xe phục vụ cho đội chúng tôi thi công đường ống nước này thưa các bạn, của chiếc xe ba gác này các bạn. Các bạn thân mến, đây là cái hệ ống ống mà đơn vị chúng tôi nhận thi công các bạn. Ống 75 nha các bạn. Ống lớn nhất là 75. Rồi ống 60, 40, 32. Đây chỉ là một phần trăm của số vật tư. Và đây là gạch đá để đắp những cái mố trụ nha các bạn. Đây là hoàn toàn hệ thống ống 75 và hệ thống ống 40 đây. Đây thưa các bạn. 40. Đây chỉ là 1/100 thôi thưa các bạn. Số vật tư mà đơn vị chúng tôi nhận thi công. Và ngoài xa xa là chiếc xe ba gác để chuyên chở. Ống HDPE các bạn. Đây chúng tôi chuyển những tấm ván cốt pha lên. Đây là cái máy đào mương của đội chúng tôi nha. Anh chế cái máy này nhiêu tiền vậy? Chế nhiêu tiền? 4 mấy triệu à? 4 mấy triệu với cái máy cày nữa. Cái máy cày thì tùy theo xe mới cũ thôi. Thì coi như cái máy này đi, cái xe này đi. Khoảng 70. 70 với 4 mấy là 100 mấy mà tuyệt hảo các bạn. Đây. Đào đường mương rất là vừa đường ống 75 nha. Đến 100 luôn. Thấy bộ óc của con người Việt Nam sao? Đó. Đây là lưỡi đào đây nha các bạn. Đó. Nhiều bạn hỏi đây là cái gì vậy? Đây là cái bịt đào như là nó bắn tung tóe đó. Đó. Thấy không? Đó. Rất là thông minh. Đây là hệ thống chuyển động đó. Đơn giản là dùng một cái con ba lăng của cái máy cày nhỏ kéo có 10 mấy triệu thôi. Ngày ông kiếm 2 triệu ngọt ngất. Yeah.
Các bạn thân mến, đây là hệ thống test đường áp suất ống nước mà đội chúng tôi tự chế. Nó là một cái máy xịt rửa nước đó các bạn. Ở đây, đầu này chúng tôi lắp vô cái đồng hồ áp và đi thẳng vào đường ống cần test. Đây, thưa các bạn. Đó. Khi mà đồng hồ đạt được cái áp suất nhất định thì chúng ta cứ để y đó. Trong vòng 3 phút đến 1 tiếng coi nó có tụt áp không thưa các bạn. Và đây chúng tôi thấy là đã đạt yêu cầu. Đó. Máy test áp của chúng tôi đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng rất hiệu quả. Đây, cái đường nước mà chúng tôi thi công. Đây là chiếc xe chuyên dụng của tổ chúng tôi. Gồm một chiếc máy phát điện. Một ngàn hai trăm watt. Đây là những chiếc co và nối HDPE đúng không các bạn. Đây là băng keo lụa để cố định những cái van khóa, những khóa. Đây là chiếc xe ba gác mà tôi chạy luôn. Thưa các bạn, đây là chiếc xe chuyên dụng của tổ chúng tôi. Chúng tôi đang test áp sử dụng máy nổ. Đây. Để ống co của chúng tôi đây. Vòi nước. Đây là chiếc xe ba gác mà tôi phụ trách luôn. Đây là cái hệ thống test áp suất đường nước của cái đội chúng tôi. Hoàn toàn tự chế bằng máy rửa xe nha các bạn. Hoàn toàn tự chế bằng máy rửa xe. Khi mà đồng hồ áp lên tới vạch yêu cầu, chúng ta để khoảng cứ 30 phút đến 1 tiếng, nếu mà nó không sụt áp là ok, đường ống tốt. Đây là chiếc máy rửa xe và đội chúng tôi đã chế làm cái máy test áp suất. Có nghĩa là cái đầu vòi bơm thì xịt rửa xe thì chúng tôi nối vô cái đường ống. Và chúng tôi cho máy chạy đến khi đạt yêu cầu. Các bạn thân mến, đây là chiếc cái máy test áp lực nước của đội chúng tôi. Bữa nay tôi giới thiệu với các bạn hơi kỹ hơn một chút xíu. Đây là đường ống nước mà chúng ta hút để bơm vào. Đây thưa các bạn. Đây, hút vào đường ống này thưa các bạn. Đó. Nó đây. Và đây là đường nước nước ra. Đây thưa các bạn.
Hệ thống này chúng ta nối vô đường ống mà chúng ta cần test áp suất, thưa các bạn. Và đây là đồng hồ test áp suất. Khi mà đồng hồ nó lên được đến một giới hạn cho phép, có nghĩa rằng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đó, thì chúng ta ngưng và chờ khoảng một tiếng đồng hồ sau. Nếu như mà cái áp suất này mà nó không tụt xuống thì các đường nối, các vòi của chúng ta hàn nối đã đạt yêu cầu, thưa các bạn. Đây là hoàn toàn cái máy của đội chúng tôi tự chế nha các bạn. Đây, nó là nguyên thủy, nó là một cái máy rửa xe đây, thưa các bạn. Nhưng mà trong thời kỳ Covid này, để kiếm được một cái máy chuyên dụng test áp suất nước, áp suất đường ống, kiểm tra đường ống không phải dễ, thưa các bạn. Cho nên là bọn tôi đã sáng chế ra. Đây, lấy cái máy rửa xe làm cái hệ thống test áp suất các mối nối và các van khóa, thưa các bạn. Nó đây. Và đây là cái xe của đội chúng tôi. Cái xe ba gác này để chở vật tư gồm máy phát điện và các đường ống nối. Đây thưa các bạn. Đây máy phát điện. Đây là những khóa. Đó, đây là cái xe ba gác mà chở vật tư để phục vụ cho đội chúng tôi thi công. Thưa các bạn, đây là hai cái mỏ hàn của chúng tôi. Cái mỏ hàn thứ nhất là đây. Xử lý đường ống 40 và 32. Đây. Từ phi 50 đây thưa các bạn. Đây. Phi 50. 40 32. Còn bên này thì cái máy thứ hai là xử lý đường ống phi 75, phi 63 và phi 90. Thưa các bạn. Tuy nhiên thì chúng tôi thi công không có phi 90, chỉ có phi 75, phi 63 và phi 40, phi 32, thưa các bạn. Đây, hai mỏ hàn của chúng tôi, của đội chúng tôi thi công. Và thưa các bạn, đây là những co T, dao cắt của đội chúng tôi. T, co và dao cắt này, thưa các bạn. Rất nhiều. Các bạn thân mến, đội chúng tôi đang thi công thì gặp một cơn mưa rông. Nên là chúng tôi chui lên trên cái chòi. Đây các bạn. Đây. Thấy không? Cơn mưa rông rất lớn. Đang thi công thì gặp một cơn mưa giông cực lớn nha các bạn. Đó, gió nó réo luôn.
lèo chúng tôi chúng tập đây. Ngoài sông Tha La sóng mấp mô luôn. Mây đen nghịt trời bao phủ hết cánh đồng pin. Nói các bạn, chúng tôi đang thi công cái đường nước giữa pin của hệ thống pin mặt trời lớn nhất Đông Nam Á. Mà đang thi công thì gặp một cơn mưa giông nữa các bạn. Thưa các bạn, cơn mưa rông ngày càng một lớn nha các bạn. Tôi đang ngồi trên trời gác của hệ thống pin mặt trời. Đây con mưa rông này, đen kịt kịt luôn rồi. Ở phía xa kia đang mưa rất lớn. Đây là sông Tha La nha các bạn, chạy vào rồi đang hồ nổi tiếng. Con sông rộng mênh mông. Các bạn thân mến, đây là hệ thống đường nước mà do tổ chúng tôi thi công. Nó dài rất nhiều cây số. Ở cánh đồng pin mặt trời này, đây là trạm thu nhận điện của cái cánh đồng, của một cái A này. Và đây là cái hệ thống đường nước mà chúng tôi có nhiệm vụ thi công để sau này rửa những tấm pin mặt trời nha các bạn. Đây, một trong vài ngàn cái vòi nước như thế này. Đó. Đây thưa các bạn, cứ khoảng 50 mét là chúng ta chẽ ra một cái vòi. Đây, sau này chúng ta lấy nước ở đây chúng ta rửa pin. Nước ở một nhà máy trung tâm cấp lên. Đứng ở đây các bạn nghe tiếng cái máy biến thế điện. Các bạn nghe thấy không ạ? Nghe âm thanh không ạ?
Bởi vì cả một cái dàn pin mặt trời cỡ nguyên một cái A này cỡ khoảng cỡ 50 mẫu. Và cả rất nhiều cái A như thế này nữa. Nó tập trung cũng mấy ngàn cái biến thế như thế này các bạn. Xây dựng rất bài bản và kiên cố. Đây chúng ta tiếp tục đi theo cái đường nước mà đội chúng tôi. Một trong vài trăm cái đường nước như thế này nha các bạn. Vừa đã đào được những cái mương nhỏ nhỏ này là có một cái máy tự chế nha các bạn. Chứ không phải chúng ta cho tay chúng ta đào nha. Máy tự chế bằng máy cày nha các bạn. Đây, tiếp tục chúng ta đến một cái vòi nữa. Bữa nay chúng tôi đi test áp các bạn. Mới xong một cái đường. Ở đây chúng ta mỗi một cái đường ống này thì chúng ta xây một cái hồ lên cao nha các bạn. Bởi đây là cái vị thế mà nước nó ngập đến đây này. Đấy, cái mùa nước ngập đến đây. Chúng ta phải xây cao lên như thế này. Và chúng ta để cái vòi nước lên trên này. Để tránh bị ngập đó các bạn. Ngập vòi ạ. Và đây là cái vòi để chúng ta lắp cho cái hệ thống rửa pin mặt trời bằng robot ha các bạn. Đó. Đây. Chúng ta xây một cái hồ để giữ cái đường ống này lại. Đây ống chúng ta đi bằng cái đường ống HDPE này. Tiếp tục đây này các bạn. Đó. Đây, tới 50 mét tiếp theo là chúng ta lại có một cái đường ống tiếp.